Chào mọi người, mình là Nhật, bên đèn trồng cây Zaco. Thì hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ cái những video về liên quan về kiến thức đèn trồng cây trong nhà. Cũng nói lại là những cái video này sẽ thích hợp những các bạn đam mê nghiên cứu bước sóng ánh sáng hoặc là liên quan về đèn trồng cây trong nhà nhé. Tiếp theo nữa là hôm nay mình sẽ nói về một cái đơn vị mà được sử dụng rất nhiều trong đèn trồng cây trong nhà, đó đơn vị BAR. Thì đơn vị đó là được, đây là một đơn vị viết tắt, được tiếng Việt mình thì gọi là bức xạ hoạt động quang hợp. Đây là một dải bức sóng ánh sáng trải dài từ 400 tới 700 nanomet. Dải này thì những nhà khoa học họ thấy được rằng cây sẽ quang hợp rất tốt ở những cái dải này, sử dụng rất nhiều bức sóng ánh sáng từ trong dải này. Ngoài ra đây cũng chính một dải bức sóng ánh sáng mà mắt người có thể nhìn thấy được. Rồi. Nhưng mà trong những cái giai đoạn gần đây, những nhà khoa học họ phát hiện ra rằng cây nó còn hấp thụ thêm một số cái tia tử ngoại và một số bức sóng ánh sáng đỏ xa. Thì do đó là họ bắt đầu mới có một cái định lượng mới tên là BBAR, và cái bức sóng ánh sáng nó trải dài từ 280 tới 800 nanomet.